Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Thưa quý vị và các bạn, bão Chaba, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào khu vực ven biển Mao Minh, Quảng Đông, Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua, là cơn bão số 1 của Trung Quốc trong năm nay. Chiều qua, một tàu công binh của Trung Quốc đã bị hỏng, bị mắc kẹt ở vùng biển gần Quảng Đông, ngay gần tâm bão ở Phủ Dung. Lực lượng cứu hộ Hồng Kông đã tiến sâu vào mắt bão với sức gió 144 km/h, nhưng họ chỉ biết đứng nhìn tàu vỡ thành hai mảnh dưới sức tấn công của sóng lớn và chìm dần xuống nước. Trên tàu có khoảng 30 thuyền viên, nhưng cuối cùng chỉ có 3 người được cứu. Phần nhô ra biển cao tới 10 mét, thân tàu kỹ thuật điện gió ngoài khơi bị xẻ đôi, phần mũi tàu bị nước biển nuốt chửng, chỉ còn phần đuôi tàu nổi và chìm trong sóng lớn. Dịch vụ bay Hồng Kông đã điều động 40 bay trực thăng vào chiều qua, trong điều kiện sức gió lên tới 144 km/h và tầm nhìn xa là 500 mét. Họ đã liều mình bay đến hiện trường vụ tai nạn để treo cổ và giải cứu một số các thành viên thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trên bò. Trước khi lực lượng cứu hộ có thể rời khỏi hiện trường, con tàu Jinfu 001 dài 204 mét đã suýt chìm xuống nước. Con tàu bị chết máy gần vùng biển Dương Giang, Quảng Đông và gần tâm bão Chaba. Chưa kể thời tiết khắc nghiệt, gần đó trang trại điện gió ngoài khơi đầy chướng ngại vật khiến việc cứu hộ khó khăn hơn. Trong số 30 thuyền viên trên tàu, cuối cùng chỉ có 3 người được cứu, những người còn lại rơi xuống biển vẫn chưa xác định được. Các quan chức Trung Quốc vẫn giữ im lặng về việc này, thậm chí còn cố tình gỡ bỏ tin cứu hộ. Theo ghi nhận của phóng viên CCTV, Trạng Giang, Quảng Đông trên biển đầy sóng trắng xóa. Gió mạnh xen lẫn sóng lớn đập vào bờ tạo thành một lớp sương mù, toàn bộ bờ biển là màu trắng. Bão Chaba còn được gọi là Siam ở Hồng Kông. Quả cầu Ba Phen lần đầu tiên quét qua phía tây nam của Hồng Kông vào sáng qua, nhưng hoàn lưu bên ngoài đã bị ảnh hưởng trong 21 giờ và gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào Hồng Kông. Chaba đã đi về phía nam và đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông với mưa bão mạnh vào chiều qua. Lượng mưa lớn đã xảy ra ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác. Trong vòng 24 giờ tại Tam Á, Hải Nam, lượng mưa tích lũy đạt 300 mm, phá kỷ lục lịch sử trong một ngày trong tháng 7. Một phóng viên của CCTV báo cáo phần sâu nhất của Tam Á lên đến thắt lưng, thậm chí qua nhà cư dân ở các đường phố lân cận. Mặc dù Phú Dung đang dần di chuyển ra xa, dự kiến sẽ suy yếu và tan ở Quảng Tây vào ngày kia, nhưng trách nhiệm tiếp theo đối với việc giải cứu các tàu công binh ngoài khơi ở Quảng Đông sẽ tiếp tục mở rộng. Kính thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Cung điện Hồng Kông ban đầu dự kiến mở cửa hôm nay, nhưng do ảnh hưởng của cơn bão Chaba, việc mở cửa đã bị hoãn lại đến ngày mai. Bão Chaba đổ bộ, cầu tàu hung hom ở Hồng Kông đầy gió và mưa, nhưng vẫn có những người Hồng Kông liều mình ở ngoài trời. Người Hồng Kông nói, sáng nay tôi thấy gió mạnh hơn nữa, tôi nghĩ nó còn mạnh hơn cả bão Rian Rock. Lần trước, tôi đến cầu Bắc Tinh Di để đuổi gió và tôi thấy gió là không mạnh như lần này. Một cô gái trẻ đến từ Bắc Kinh lần đầu tiên trải qua cơn gió mạnh trong ngày bão táp. Cô Yuan, một công dân của Bắc Kinh cho biết, tôi chưa bao giờ thấy một cơn gió mạnh như vậy. Cơn gió này thực sự rất mạnh và mạnh. Phóng viên đài truyền hình Hồng Kông TVB Chung Chiao Hy, khi sóng gió mạnh nhất ở bến tàu Hung Hom, bạn phải đứng lên một chút và nghiêng người về phía trước một chút mới có thể đứng vững được. Đôi khi bờ biển bị phình ra, thậm chí bạn đeo mặt nạ, bạn sẽ không thể đứng yên, cảm giác như bị kim châm rất đau. Gió giật mạnh của bão đã thổi tung rác thải lên không trung. Một dàn giáo bị sập ở Hồng Kông, rất may không có ai bị thương. Wu Wenxiang, giám đốc dịch vụ bay của chính phủ Hồng Kông cho hay, chiếc trực thăng đầu tiên không thể thực hiện bất kỳ cuộc giải cứu nào do thời tiết xấu vào thời điểm đó.
Bị ảnh hưởng bởi cơn bão, một con tàu kỹ thuật đã bị hỏng gãy làm hai, cách Hồng Kông khoảng 300 km về phía tây nam. 30 thành viên thủy thủ đoàn đã bỏ tàu và trốn thoát. Vị trí gần tâm bão, tốc độ gió lên tới 144 km/h và tầm nhìn xa là 500 m. Hồng Kông đã điều động 3 tàu trực thăng cứu hộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, bảo tàng cung điện Hồng Kông, nơi dự kiến mở cửa ban đầu là hôm nay, cũng được đổi thành ngày mai. Thưa quý vị, bão Chaba đổ bộ Hồng Kông đã làm cho hơn 20 người mất tích. Dịch vụ bay của chính phủ Hồng Kông cho biết, một tàu xây dựng chở 30 người đã bị rơi khi cơn bão Chaba đi qua. Bão Chaba được gọi ở Hồng Kông là Siam Ba, mang theo gió mạnh về phía Hồng Kông và làm cho hơn 20 thành viên phi hành đoàn đã mất tích. Cơ quan bay của chính phủ Hồng Kông cho biết 3 người đã được giải cứu và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục ở vùng biển cách Hồng Kông khoảng 300 km về phía tây nam. Cơ quan bay chính phủ Hồng Kông cho biết một số thành viên phi hành đoàn đã bỏ tàu để trốn thoát và điều kiện thời tiết xấu đã cản trở nỗ lực cứu hộ. Bão Chaba đổ bộ vào Hồng Kông, một trong những trung tâm tài chính của thế giới, mang theo mưa to và gió lớn, buộc các phương tiện giao thông công cộng phải tạm ngừng hoạt động và nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Bão Chaba đã đổ bộ vào quận Dien Bai, thành phố Miao Minh, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 3 giờ chiều qua. Các nhà dự báo thời tiết Hồng Kông đã hạ cảnh báo bão xuống bão số 3. Kính thưa quý vị khán giả, bão Chaba đổ bộ vào Quảng Đông mang theo mưa lớn. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết bão Chaba đã đổ bộ vào bờ biển thành phố Miao Minh, tỉnh Quảng Đông chiều nay, trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền trong năm nay. Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác đã trải qua lượng mưa lớn cấp độ mưa bão và một lượng mưa ở thành phố Tam Á, Hải Nam đã phá vỡ kỷ lục lịch sử trong một ngày. Theo CCTV, cơn bão Chaba có tên gọi là Siam Ba ở Trung Quốc đã đổ bộ vào khu vực ven biển Miao Minh, Quảng Đông lúc 3 giờ chiều qua, trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong năm nay, sẽ ảnh hưởng xấu đến nông nghiệp, chăn nuôi và sản xuất thủy sản. Báo cáo dẫn lời nhà phân tích khí tượng Min Yuki cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa phù dung mang theo nhiều hơi nước và các trận mưa lớn từ trên xuống đã xảy ra ở nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc, trong đó lượng mưa tập trung ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác. Theo báo cáo, mưa lớn bắt đầu ở Hải Nam và Quảng Đông từ ngày hôm kia. Từ 8 giờ sáng hôm qua đến 8 giờ sáng hôm nay, lượng mưa ở Tam Á, Hải Nam đã lên tới 300 mm, phá kỷ lục địa phương về lượng mưa một ngày trong tháng 7. Trong thời gian lượng mưa vượt quá 100 mm trong một giờ, sân bay Tam Á Phượng Hoàng hôm nay bị đình chỉ do lũ lụt và nhiều tuyến đường trong khu vực bị xả nước, buộc nhiều người dân phải ra ngoài bằng thuyền. Ngoài ra, hai quận tự trị Luzon và Quảng Đông ở Hải Nam có lượng mưa một ngày lần lượt là 209,4 mm và 136 mm, cũng phá kỷ lục địa phương về lượng mưa một ngày vào đầu tháng 7. Chịu ảnh hưởng của cơn bão Chaba, lượng mưa chính sẽ tập trung ở Hải Nam từ ngày hôm qua đến hôm nay, Quảng Đông từ ngày hôm nay đến ngày mai và Quảng Tây từ tối ngày nay đến đầu tuần tới. Để đối phó với cơn bão số 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Trung Quốc vào chiều qua đã ra thông báo khẩn cấp, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Nông thôn các khu vực liên quan làm tốt công tác phòng chống bão và khắc phục hậu quả sản xuất sau thiên tai. Thông báo yêu cầu tàu thuyền đánh cá và người nuôi trồng thủy sản hoạt động trên các vùng biển liên quan phải trở về càng sớm càng tốt hoặc vào nơi tránh sóng gió gần đó, làm tốt công tác bảo vệ chuồng trại để bảo đảm an toàn cho nhân sự, kiểm tra toàn diện và củng cố các loại cây ăn quả và cơ sở vật chất trong các nhà kính để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Thông báo cũng yêu cầu tất cả các địa phương cần tăng cường liên lạc và tham vấn giữa các cơ quan khí tượng, khẩn cấp, thủy lợi, hàng hải và các bộ phận khác theo dõi đường đi di chuyển của bão, chú ý theo dõi diễn biến của thiên tai và sử dụng các phương tiện khác nhau công bố thông tin cảnh báo sớm và các biện pháp phòng ngừa kịp thời. Thưa quý vị, sau khi đi qua vùng biển Hồng Kông, bão Chaba đã đổ bộ vào bờ biển thành phố Miao Minh, tỉnh Quảng Đông, mang theo gió mạnh và mưa lớn cho khu vực địa phương. Trước khi bão Chaba đổ bộ, đã xảy ra một trận lốc xoáy có đường kính 50 m ở Triều Châu, Quảng Đông. May mắn là không ai bị thương. Trong khi Tam Á, Hải Nam, lượng mưa giảm khoảng 300 mm, lập kỷ lục địa phương về lượng mưa một ngày trong tháng 7.
Sau khi đổ bộ vào chiều qua, gió mạnh đã thổi đổ nhiều cây xanh bên đường, ô tô bị mắc kẹt dưới sông cuốn lên bờ. Rất may được lực lượng cứu hỏa giải cứu kịp thời. Hiện tại, bão Chabha đang di chuyển theo hướng Bắc, mặc dù sức mạnh tiếp tục suy yếu nhưng sẽ gây mưa lớn ở Quảng Tây. Quý vị thân mến, tại Quảng Đông, Trung Quốc đại lục, trong một ngày hôm qua đã xảy ra 3 trận lốc xoáy khiến mái nhà tôn của nhà máy bị lật gây thiệt hại nặng nề. Truyền thông đại lục phân tích rằng đây là do ảnh hưởng của bão Chabha. Rất may là không có báo cáo thương vong. Ở sán đầu Quảng Đông, cả một dãy cư dân đang đi tham quan từ biển đã quan sát cột nước hùng vĩ đang tiến đến từ xa. Một người dân sán đầu nói, chà, nhìn mặt nước đó, nó đang tiến lại gần. Cũng trong sáng sớm ngày hôm qua, một cơn lốc xoáy cũng đã xuất hiện tại Trường Châu, Quảng Đông sau khi hất tung mái tôn của một nhà máy bị xé toạc tại chỗ. Các nhà sản xuất bị ảnh hưởng nói, phản ứng đầu tiên vẫn là sợ hãi, chắc tôi chưa từng thấy một cơn lốc xoáy lớn như vậy bao giờ. Khi bước ra xem, tôi hoàn toàn choáng váng vì toàn bộ nhà máy đổ nát, kết cấu thép mái bị biến mất hoàn toàn. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, chỉ riêng trong ngày hôm qua tại tỉnh Quảng Đông đã có 3 trận lốc xoáy xảy ra, rất may không có thương vong về người. Bản tường thuật của CCTV đại lục, trong khoảng thời gian đó, phạm vi tối đa trên con đường bị ảnh hưởng là 50-80m và cuối cùng suy yếu và biến mất gần làng Long Mai. Thời lượng khoảng 5 phút và toàn bộ con đường khoảng 1-2km. Kể từ tháng trước, một trận lốc xoáy đã được ghi nhận ở Quảng Đông. Theo phân tích của các phương tiện truyền thông địa phương, Trung Quốc đại lục thực sự là một khu vực có tỷ lệ lốc xoáy cao. Chỉ vì địa hình hiểm trở nên quy mô không lớn bằng Hoa Kỳ. 3 cơn lốc xoáy ngày hôm qua chủ yếu do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Do ảnh hưởng đến chiều ngày hôm nay, bão số 3 cũng đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Việt để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.